Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với phần điểm tin buổi sáng ngày hôm nay, thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2016. Trong ngày hôm qua là một ngày có được xem là nhiều biến cố ở tại Âu Châu, khi mà vụ lớn nhất được liên quan tới việc là đại sứ quán Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ là ông Andrei Kavlov đã bị bắn chết khi đang đọc bài diễn văn từ khai mạc từ cuộc triển lãm nghệ thuật do Nga tổ chức tại thủ đô Ankara. Và ngay sau khi vụ việc xảy ra thì Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin đã tổ chức cuộc họp khẩn tại Nga và khẳng định rằng vụ ám sát này chính là hành động khiêu khích hèn hạ và cố tình phá hoại các nỗ lực của Nga trong việc tìm ra giải pháp hòa bình tại Syria, cũng như là phá hoại mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Song song đó thì ông Putin cũng cho ra lệnh tăng cường an ninh cho tất cả đại sứ quán của Nga trên thế giới và cấp bách tìm ra kẻ thực sự chủ mưu trong vụ này. Ông Putin cũng điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Tayyip Erdogan để thống nhất về việc đưa ra các điều tra viên Nga sang Ankara để phối hợp điều tra vụ ám sát. Đại sứ bị bắn chết chính là ông Karim Kavlov, 62 tuổi, làm việc trong ngành ngoại giao từ năm 1976. Ông từng là đại sứ của tại Bắc Hàn từ năm 2001 tới năm 2006 và làm đại sứ ở Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2013. Ông đã bị bắn là 8 phát khi đang phát biểu tại cuộc triển lãm và hung thủ được xác nhận là một cảnh sát viên người Thổ Nhĩ Kỳ, sinh năm 1994 và năm nay 22 tuổi. Chuyển sang phần tin thứ hai thì sau khi xảy ra cuộc ám sát đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng trong ngày hôm qua thì có xảy ra một cuộc nổ súng trước đại sứ quán Mỹ tại đây, là phải bắt buộc chính phủ Mỹ phải đóng cửa cơ quan ngoại giao ngay lập tức. Theo tin của hãng AFP thì trong một thông cáo của đại sứ quán Mỹ gửi ra thì đưa ra rằng có một người tiếp cận cổng chính của đại sứ quán Mỹ tại Ankara và nổ súng vào lúc 3 giờ sáng hôm nay giờ địa phương. Theo thông cáo thì đối tượng nghi can đã bị bắt và rất là may mắn là không có ai bị thương vong. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ thì nghi can cầm súng ngắn bắn chỉ thiên chính phát và việc này khiến đại sứ quán Mỹ không chỉ tại Ankara mà còn ở Istanbul và Adana phải đóng cửa liền ngay lập tức. Và theo AFP thì đại sứ quán Mỹ ở Ankara nằm gần trung tâm triển lãm là nơi xảy ra vụ ám sát đại sứ quán Nga. Và liên quan tới vụ việc này thì phía bên Nga cũng đã cử hơn 15 người đến Thổ Nhĩ Kỳ để điều tra vụ ám sát. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga là ông Putin đã có cuộc điện đàm khẩn với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Và sau khi mà bên tại Ankara và bên tại Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra cuộc nổ súng thì tại bên Thụy Sĩ thì theo tin của hãng thông tấn Reuters thì có 3 người bị thương vong trong một vụ nổ súng gần một trung tâm Hồi giáo ở Zurich, Thụy Sĩ vào ngày hôm qua. Theo đó thì nghi can đã tẩu thoát sau khi đã nhả đạn gần một trạm xe lửa tại thủ đô tài chính của Thụy Sĩ. Và việc này cảnh sát Zurich đã xác nhận rằng có người bị thương nhưng không tiết lộ thêm chi tiết là về hiện vẫn chưa rõ là trung tâm Hồi giáo này có phải là mục tiêu tấn công hay không. Và theo tin của VOA thì hiện tại là có hơn 2/3 dân số của Mỹ theo đạo Cơ Đốc giáo, nhưng Thụy Sĩ vẫn đang phải chật vật với vai trò của Hồi giáo trong lúc là dân số của đạo Hồi đã tăng lên thêm 5%, đặc biệt là từ làn sóng di dân. Và theo vào ngày hôm qua thì có một vụ khủng bố xảy ra tại Đức khi mà một chiếc xe tải đã lao vào một ngôi chợ Giáng sinh tại Berlin, khiến ít nhất là 12 người chết và 50 người bị thương. Thì vào lúc này, vào ngày hôm nay thì cảnh sát Đức vừa tuyên bố rằng là chưa chắc và vẫn còn không chắc là nghi can bị bắt có phải thực sự là hung thủ hay không. Theo tin của hãng thông tấn Reuters thì có thể hung thủ vẫn còn đang tự do, đang lẩn trốn và có thể là có vũ trang. Theo truyền thông Đức thì nghi can bị bắt đã phủ nhận việc thực hiện vụ tấn công. Thông tin ban đầu cho thấy rằng nghi can bị bắt đã nhảy khỏi chiếc xe tải và chạy về hướng công viên trung tâm Berlin. Và một số nhân chứng nhìn thấy đã gọi cho cảnh sát và một số người đã đuổi theo nghi can để chỉ điểm cho cảnh sát vị trí của người này. Theo truyền thông Đức, thì nghi can bị bắt là một nam giới 23 tuổi gốc Pakistan đã đến Đức cách đây một năm. Đối tượng bị bắt giữ có tiền án tiền sự nhưng không dính líu tới khủng bố và đang sống trong một trung tâm tị nạn ở Berlin. Và cũng ngày hôm qua thì Thủ tướng Đức là bà Angela Merkel đã cũng tuyên bố rằng vụ xe tải lao vào khu chợ Berlin là một hành động được xem là khủng bố và có thể là do người tị nạn thực hiện. Thủ tướng Đức cũng cho biết rằng nếu như mà hung thủ thực sự là người tị nạn thì chuyện này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới việc Đức đang cố gắng giúp đỡ những người tị nạn tại đây. Bên cạnh đó thì bà cũng cam kết rằng Đức sẽ điều tra và làm sáng tỏ vụ tấn công và sẽ có các biện pháp trừng trị rất đích đáng. Và trong năm 2015 thì Đức đã tiếp nhận hơn 800.000 người tị nạn đến Đức theo chính sách mở cửa của người tị nạn từ bà Merkel. Và tuy nhiên thì một số người cho rằng việc làn sóng tị nạn đến Đức sẽ làm mối đe dọa an ninh nghiêm trọng.
Và nếu như mà tin ở bên Âu Châu là xảy ra rất nhiều vụ khủng bố và nổ súng, thì tại Mỹ thì Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ gọi tắt là Fed, là bà Janet Yellen, vào ngày hôm qua nói ra những người tốt nghiệp Mỹ, người tại Mỹ tốt nghiệp đại học hiện nay sẽ đi vào một thị trường nhân dụng tốt đẹp nhất từ hàng chục năm qua ở Mỹ. Bà nói rằng các sinh viên có bằng cấp đại học sẽ dễ dàng tìm ra việc làm và giữ được công việc với mức lương cao. Theo bà thì thị trường nhân dụng đang chuyển biến vào một thời kỳ kỹ thuật cao và toàn cầu hóa và đòi hỏi là người làm việc thì phải có trình độ đại học. Bà cũng đưa ra so sánh rằng nếu như năm ngoái người có bằng cấp đại học được lương cao 70% hơn những chỉ người tốt nghiệp trung học, thì trong thập niên 1980 thì mức chênh lệch này chỉ khoảng bằng 20%. Cũng như trong bài phát biểu thì bà cũng cho rằng bà không đề cập tới quyết định là có tăng lãi suất lên 0.25% hay không, và lần đầu tiên là từ một năm và dự trù sẽ có 3 lần khác vào năm 2017. Và hiện tại thì mức thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 11 đã xuống tới 4.6%, là thấp nhất từ 9 năm, và có thể nói đây là dấu hiệu cho thấy kinh tế của Mỹ đang ổn định và phát triển, tạo nên nhiều việc làm cho người dân nơi đây. Và vừa rồi là phần điểm tin của buổi sáng ngày hôm nay, thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2016. Nhất Anh kính chào và hẹn gặp lại.